Today, I will take you guys to an interesting coffee shop named True Coffee, which is located on the rooftop of 26th floor building near to my house. Let's enjoy my video. Dép lê quần đùi. Trên đấy của gái. Bạn gái, biết cà phê. Đấy, mặt trước chúng ta là phố Lê Văn Lương. Đây rất là đặc biệt là rất nhiều người Trung Quốc, hẳn tua xem quán. Em bé có vui không? Em bé này đi uống cà phê, em bé có vui không? Em bé ơi. Cái tất cả dưới này nó phải là kính hết này. Công nhận không? Em bé trả xô các cô chú đi, nhanh. Trả xô đi. Nào, chú cầm cho cháu cái xô, cháu trả cái xô á. Cảm ơn chú nha. Đây là em bé. Em bé này đi chơi vui nhỉ. Xe cộ tấp nập. Hôm nay là một buổi tối hơi oi một chút. Có gió đây. Không có gió đấy. This is Hoàng Đạo Thúy Street. In my opinion, this street is the most modern and beautiful street in the center of Hà Nội. As of most of travelers who come to Hà Nội, they often go to the old quarter, but for modern shop, modern restaurant or modern cafe, I recommend you guys come here. I will leave Google Map link on the comment below. Đi thôi. Remember, do not be afraid when crossing the traffic in Vietnam. You should cross confidently, but be aware of vehicles around. BRT vẫn phải dừng. BRT. Yeah. Phố Hoàn Đạo Thúy về đêm nay là buổi tối thứ bảy. Mọi người đi chơi rất là tấp nập vui vẻ này. Bây giờ mà mọi người mà đợi xe qua đây thì rất đông rồi. Đây là tòa nhà Center Point. Thực ra là tòa nhà này ngày xưa mình nghĩ là bên trong rất là đẹp, hoành tráng ấy, nhưng thực ra là vào bên trong cũng không có gì mấy đâu. Có mỗi Thế Di Động và một số cửa hàng thời trang thôi. Và một số quán ăn chứ thực ra cũng không có gì nhiều. Không gì để vui chơi lắm. Mang qua đường rồi. Ok, sau này đi được cậu gì trước cho. Sharing beer and wine, beer và rượu vang ấy, rượu nhẹ. Wine là rượu nhẹ, là rượu vang nhá. Liquor là rượu nặng, rượu lá chuối thì Việt Nam hay uống ấy. Ý, phố phường về đêm là tốt nập, nhộn nhịp. Ở trong nhà thì mọi người cứ nghĩ là sẽ rất là nóng đấy, ra ngoài thì cứ nằm trong điều hòa thì ai cũng chả thấy nóng. Ra ngoài thấy ngại, nhưng khi bắt đầu bước ra ngoài thì lại thấy cũng mát mẻ mà dễ chịu mà. Đúng không ạ, em bé ạ? Em bé cho cảm nhận đi. Đây là quán Aha Cà Phê. Quán này cũng khá là thoáng này. Đồ uống ở Aha thì mình chưa uống cà phê, nhưng mà uống trà thì thấy trà đào cam xả, các thứ mình thấy là khá là ngon. Trà gừng khá là ok, khá là hợp. Quán Aha đây. Rất nhiều cây cối sân vườn này. Đây là Aha Hoàng Đạo Thúy nhá. Aha Hoàng Đạo Thúy Thanh Xuân. Cả nhà anh chị tôi thì đi uống cà phê, nhưng mà phong cách là đi chợ. Dép lê quần đùi. Tay xách nách mang. Bây giờ có gia đình rồi nên là chả ai quan trọng là ăn mặc thế nào nữa. Thì quan trọng là cho em bé này này. Tôi sau chắc vài năm nữa tôi cũng thế thôi. Chả khác gì đâu.
Bên này vẫn là phố Hoàng Đạo Thúy nhá. Mọi người có thể thấy rất nhiều ánh đèn của các quán trà chanh và quán bia này. Đấy. Đi tiếp thôi nào. Ui, mà con phố này tối quá. Đây là HEI Tower. Đây mọi người có thể nhìn thấy tòa nhà đấy. Đèn sáng trưng đây. Tòa nhà chung cư. Tòa nhà chung cư. Phố này rất tiếc là không hiểu sao phố ở trung tâm Hà Nội nhưng không có đèn. Phố nhỏ thôi, cái ngõ thôi. Ok, đi vào trong tòa nhà nè. Vâng, đi bên này đúng không ạ? Anh Kiệt ơi, đi đây. Mọi người vào quán cà phê là đi theo thang hàng nhé. If you come here for the first time, you should ask the security man of the building for elevator to go up the coffee shop. Actually, I do not like the elevator to go up. It looks a little dirty and too hot inside without a fan. Finally, I reached the cafe. Let's see how's inside. Qua quán đây nhá. Đây quán Chu, quán này tên là Chu Cafe. It looks so cool and doesn't disappoint me. Ra một vòng đây. Ôi, đây có một cái bể bơi này. Bể bơi này. Nóng quá phải đứng đây lúc cho mát đúng không? Let's walking around and take a look. View ok đấy, view tuyệt đẹp đấy. Ok. Đây bể bơi này. Bể bơi không biết có bơi không, chắc chỉ để trang trí thôi. Ở đồng, gió khá là mát. Công nhận lên đây là ngắm được view toàn thành phố Hà Nội luôn. Ở đây cũng khá là trung tâm ấy. View trung tâm ấy. Đây mình chọn góc hồ này nhá. Ngồi đây. Đấy. Tòa nhà Hapulico đúng không? Đây tòa nhà Hapulico đấy. Ở dưới là con phố Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng này. Đấy, mặt trước chúng ta là phố Lê Văn Lương. I love Hà Nội. Hà Nội looks more vibrant and attractive at night. Many streets in Hà Nội are lighted up at night and become crowded as of 19 p.m. when people and visitors flock into the downtown, enjoying a bustling atmosphere with plenty of shops, bars, restaurants and supermarkets. Đó chính là nhà của tôi đấy. Chúng tôi nhà góc đấy. Số 3 Hà Nội. Hả? Bên này thì không thoáng. Đấy cũng thoáng mà. Mà gió bên kia phải to hơn. Gió Nam mà. Gió Đông Nam bao giờ bên kia chả mát hơn. Còn bên kia nữa cơ. Cùng theo chân chị ta đi order nhé. Đây quầy order đây. Quầy pha chế này. Các bạn nào pha chế. Now follow my sister to order the drinks. Tonight is a Saturday night. That's why there's many customers are waiting in the queue. Không bao giờ mới hết đông. Bây giờ đang quầy order rất là đông.
Ở đây có một căn phòng này để tránh mưa. Mưa mọi người có thể vào đây. Đây không lo là mưa bắt đầu. A cafe room is available next to the order area, so customer don't be afraid when it rain suddenly. Those are our drinks. One cup of yogurt mixed fruit. It costs 85,000 VND, around $3. One coconut yogurt, it costs 65,000 VND, around $2. And one mineral water. Đang hát nước rồi. Bây giờ hát nước làm gì rồi? Đây không biết là có bơi không nhở? Em nghĩ là đây không bơi đâu. À, có bán vé bơi mà, ngoài kia thấy có bán vé bơi mà. Không phải đâu, sao hóa chất gì? Ở dưới là người ta lát gạch màu xanh, nên sẽ là chanh. Không biết là người ta thêm gì, không biết, mình cũng chả bơi để thực kệ, chả liên quan. There is a helicopter helipad on the top. You can go up there and look down to the cafe and city. Nhà mình ở ngoài này. Kiểu chứ gì mất phương hướng rồi. Tòa nhà nào? Tòa nhà góc Lê Văn Lương ấy vậy. Em bé có vui không? Em bé đang đi uống cà phê, em bé có vui không? Em bé ơi. Em bé. Một kẹt đi uống cà phê vẫn xem điện thoại. Mọi người thấy thế nào? Đồ uống nào thế không ăn nốt đi. Bên này kính nó cũng cao. Kính nó hơi cao. Nó không cao thì nguy hiểm. Kính này nó hơi cao nên là tất cả dưới này nó phải là kính hết này, công nhận không? Tất cả dưới này nó kính hết thì sẽ rất là thoáng, rất đẹp này. Khiếp. Then after 1 hour, we finished our order. Time to back home. The baby already fell asleep. Nó cầm. Đó, cho họ mượn, cho mượn quả tàu thủy tinh kìa. À đâu họ để. Cầm đi. Nhìn bé cầm kìa. Giỏi nhờ. Như là giỏi thế. Em bé cầm cái xô kìa. Đỉnh chưa? Em giả nhá, tí em đưa cô chú nhá. À, đợi em một tí nhá, để em quay hết một đoạn dọc. Quay rồi, cái này em quay rồi. Em bé trả xô đi em bé. Em bé trả xô cho cô chú đi, nhanh. Trả xô đi. Nào. Chú cầm cho cháu cái xô, cháu trả cái xô ha. À, cảm ơn chú nha. Giỏi chưa?
Tiêu tiền thế đủ rồi. Tiêu tiền đủ rồi, cả nhà lại về thôi. We had a good time at the True Coffee Shop. Hope you guys happy with my video. Please give a like, share and subscribe my YouTube channel if you like it. I'm Thanh Long from Vietnam. See you soon in another video. Thank you.